và đơn vị dự thi lớp giáo lý trường Vạn Thọ quận 1. Thank you.
vừa đến với hợp ca Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào quang qua phần dự thi của lớp giáo lý chùa Vạn Thọ quận 1. Và bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo. Đạo diễn Hoa Nguyễn 19,97. Nghệ sĩ Như Huệ 20. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Long 19,96. Nhạc sĩ Quý Luân 20. Nhạc sĩ Giác An 19,97. Chuyển bị văn nghệ chùa Vạn Thọ.